Wendy có làm cái thử thách với bóng là hồi trước có làm thử thách đó chính là leo núi nhân tạo. Mình có leo thắng được bóng và anh em sẽ đặt ra cái thử thách. Thì anh em có bảo là sẽ thử thách bóng ăn luôn dừa. Đấy các bạn có comment là ăn luôn dừa, thì ra là Wendy có chuẩn bị sẵn. Đó chính là đây là 250. 250 là 15 con, nhưng mà 250 là 15 con. Đây okay. Bởi vì bữa trước là bóng thua, thành ra là sẽ bắt bóng ăn cái này. Nhưng mà trước tiên bắt á, thì chắc chắn là bóng không ăn rồi. Thành ra là Wendy bây giờ Wendy sẽ đi rửa sạch, xong rồi nhúng nước mắm, sau đó thì sẽ cắt là chắc là kêu bóng xuống, xong rồi cho bóng nhắm mắt. Sau đó mình sẽ cắt con đuôi dừa ra, cho bóng ăn cái béo không đã, xem bóng thấy như thế nào. Thì đương nhiên ngoét. Nếu như bây giờ bốc như một con ngoài ngoại ngoại và quăng vô miệng bóng á, hay là bóng nhả hả? Ui, nó cà nhúc cà nhúc cà nhúc rồi. Đây con nè. Cái bóng khóc luôn á, bóng bị bóng này, cái bóng khóc luôn em. Nó cắn luôn, nó cắn luôn. Nó miệng. Nó cắn. Okay. Bây giờ mình phải hy sinh một con là cho nó chết trước đã. Để không nói bóng, cho mình sẽ cho con đó cho bóng ăn trước hương vị. Đây là một con vẫn còn sống luôn em à. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho nó chết. Nó chết được ta. Ghê quá. Chết rồi. Nó vẫn còn nhúc nhích luôn. Chết rồi, sao phi tan. Tới nữa mình sẽ chấm cái đó cho bóng ăn trước. Chấm cái đó cho bóng ăn trước. Đây. Okay. Mình chấm cái đó cho bóng ăn trước. Thì đó bóng cảm thấy ngon. Ồ. Để cho bóng biết là bóng ăn con gì. A few moments later. Rồi, chiều hôm nay sẽ có một món ăn. Có tên là gợi ý là món ăn này sẽ chấm với lại nước mắm. Tại vì cái thử thách anh nghe là mọi người chỉ ra để thử thách cho em ăn một món. Em ăn cái đó món như thế nào? Được rồi. Thì bây giờ nhắm mắt lại. Có lại thấy xấu được tí. Em phải đoán chưa? Để đây không được nữa. Nhắm mắt thiệt cho mọi người quay thấy là. Ok. Không lấy nha. Không lấy nha. Rồi, nào đi, được rồi. Ok. Nó sẽ hơi... em ăn cay được không? Không, nó hơi cay chứ, tại vì nó có mới bỏ ớt vô nè. Anh nghĩ là không cay nhiều đâu, anh mới bỏ. Nó cũng cay mà. Hơi cứ tí xíu thôi, mang thử được. Ok, anh nhìn ra. Cái gì vậy? Đây là cay quá, hơi cay à. Là ít mà, anh thấy chơi thôi. Được, anh nghĩ là được đó.
Hết rồi, nói gì vậy? Rồi. Cái gì vậy? Lại nha. Cay quá không? Một tí nữa cay. Không, không ớt, không ớt, không biết ớt. Nói gì vậy? Rồi, hồi mừng rồi. Ăn hậu. Ừ, béo không? Không mai. Nó nhai rồi. Nó nhai. Không mai trắng hả? Cái gì vậy? Mà hết đi, nhưng mà ngon mà. Nó làm gì vậy? Ủa, nó dùng dãy của em. Nè mọi người nhìn nè, cắt cái đầu của nó ra một cái là nó im re liền. Cái đầu này không ăn được. Anh cắt đi, đây là chuẩn. Đấy là nó chết liền. Nó xì, nút vô. Nút vô nó xì. Nó nhiều quá rồi. Rồi, xét đũa luôn, xét đũa luôn. Không, 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 không. Ok, ok. Nút cho hết, nút cho hết. Chứ nó chạy nước ra kìa. Ăn cái này chứ, nó ngồi cái đó là béo mà. Rồi, chết rồi, mai nó chết rồi. Nhưng mà nạ quá, nó xìu rồi. Nó ra nước gì quá, nó xìu rồi. Để anh cướp cái nhà, cướp cái nhà. Từ, anh cầm lại, anh cầm lại. Anh cứ giữ đi, xong em gấp trở lại là được. Lẹ lên, nó xìu rồi nè, nó xìu rồi nè, lẹ lên tí nữa. Nó xìu rồi. À, em giữ cho mình xong anh sẽ ngấp cái đồ, ngấp cái da cho em. Anh một buông nữa ra nha. Ờ. Nó cãi. Ok. Dứt khoát lên, dứt khoát lên. Đúng rồi, dứt. Có tụt đâu, anh định nó rút rồi. Rút vô, rút vô. Nữa, lại làm con ta xìu cho. Ra nước giúp cho tôi nè. Của nó mà, nãy giờ em ăn đó. Em nút luôn rồi ăn ngon lắm. Chủ nước nó giống như một cái món lạ vậy thôi. Đúng rồi. Nhẹ nhẹ thôi. Nút. Cắn ngang, dùng cắn cửa, cắn được không? Được rồi nha. Được rồi nha. Được rồi nha. Đã ăn phải
thằng sát vô. Rồi xong, phế luôn. Hết hết giá trị lợi dụng rồi. Hết giá trị sử dụng rồi. Phế rồi. Nhắc luôn rồi. Trời ơi, tao ngược con. Anh ốm quá. Cắn, anh cắn vô là nó sẽ xì ra. Rồi ra anh sẽ làm cho nó mệt chứ đã. Có mệt đâu. Nghĩa là nó sẽ mệt rồi. Nút với chứ đã. Đuối nè. Nó xong lại mà nó cứng lại. Đây xíu đi mua nước rồi. Cố lên. Cố lên. Mọi người nhớ đặt thử thách cho bóng ở dưới nha. Rồi ngon rồi đó. Hấp dẫn quá. Cố lên, xong vô, xét đổ vô rồi. Đổ vô. Nước chứ đầy quá trời nước. Cố lên, nút vô, nút vô, nút vô. Đúng rồi. Rồi, ok. Ngon. Nhai đầu nhắm nhai không? Không. Thì có cảm giác nó cắn mà nãy em rửa là nó cắn. Nhai đầu người ta nhai đầu vậy đi. Nhai đầu người ta nhai đầu. Được rồi. Anh nghĩ là người ta ăn vậy đó đúng không ta? Cũng mời người ta bỏ nguyên con đầu. Đó. Chào cứ nhắc cả. Nghĩ là có nhai được không? Biết ăn chưa? Được, nhai được á. Nhai được á. Thế nghĩa là anh bỏ vô nhai được cái đầu á. Thử rồi. Thử đi. Thử đi, nhưng mà anh thử đi cho biết. Nè. Anh nghĩ là đúng á. Thì phải nhai liền luôn, phải nhai liền cái đầu luôn. Anh cũng nhai thì anh nhai. Ừ, thử đi. Thì anh thấy anh thử nè, anh dân chi nhậu nè. Có đâu, đâu có chi nhậu. Chi nhậu à. Thử đi. Đó. Đừng qua đây. Này, ok. Mày có cắn không? Mày phải nhanh nhanh. Nhanh nhanh nha. Ăn cái người đó là trong ăn cái đầu đó không? Thì tao nghĩ là bỏ nguyên con vô luôn nó mới ngon. Nhưng mà phải nhanh nhanh nha. Nhai cái đầu nó trước á. Ờ. Hấp dẫn á. Nhanh nhanh nha. Nhanh nhanh nha. Nhanh á. Trời ơi. Rột luôn kìa. Rột rột luôn. Ngon á. Ngon hả? Nhai nguyên con luôn ngon. Ngon. Nhai bấy cái đầu luôn. Ừ. Nó có cắn được không? Nó ngoài ngoài được không? Bỏ ngay cái đầu nó vô cái răng trong này nè. Cạt cái đầu nó chết rồi. Xong rồi hả? Ừ. Thế hả? Ừ. Ghê thiệt. Thử con đây, thử đi. Thử đi. Nhai luôn cái đầu hả? Bấy ghê vậy bấy. Hình như là bỏ đầu hay sao á. Đâu, cái này bỏ vô ăn nhai cái đầu nó được mà. Anh thử đi. Thử đi. Ok. À, cho nhai cái đầu. Nhai được cái đầu á hả? Con cuối cùng rồi đúng không? Đúng rồi. Con này ai làm gì nó quề quề rồi. Nhưng mà vậy cho nó dễ nhai đầu ha. Giờ chấp luôn á. Con đi lỏng có ăn đầu đúng không? Có. Má thấy đầu nó gai gai luôn. Ăn đi. Bắt người ta ăn rồi, giờ không ăn rồi. Chơi gì kỳ vậy? Ủa? Cảm ơn các bạn, chào các bạn đến video tiếp theo. Bye bye.